Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao để chúng ta có thể điều trị cái bệnh táo bón cũng như là ợ hơi, trào ngược dạ dày rất là hiệu quả bằng những cái nguyên liệu rất tự nhiên là nha đam, gừng và cam. Và mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ các bạn nhé. Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn về cách trị táo bón cũng như là trị trào ngược dạ dày rất là hiệu quả từ nha đam các bạn nhé. Và cách sơ chế nha đam làm sao để khi chúng ta sử dụng nó không bị đắng, không bị ngộ độc khi mà sử dụng nha đam các bạn nhé. Ở đây các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái cây nha đam lớn như thế này nhé. 3 quả cam và một nhánh gừng. Muối, muối này thì sẽ giúp chúng ta loại bỏ được cái phần đắng ở phía ngoài của vỏ nha đam cũng như là trong nhựa của nha đam các bạn nhé. Trước hết để tìm hiểu về công dụng của nha đam, đây mình sẽ để qua một bên nhá. Mình vừa làm vừa giới thiệu với các bạn nha. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tô nước, sau đó thêm một muỗng cà phê muối vào đây. Để khi mà chúng ta sơ chế phần nha đam các bạn làm xong, các bạn sẽ cho luôn vào cái tô nước này các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt cái phần nha đam này ra ngắn thì chúng ta sẽ sơ chế nó được dễ hơn. Sau đó thì các bạn sẽ cắt hai cái phần viền phía ngoài như thế này nhé. Khi mà cơ thể của chúng ta có bất cứ các cái triệu chứng như là viêm này, hay là các bạn bị trào ngược dạ dày, ợ hơi ấy, là khả năng là chúng ta đã bị viêm đại tràng hoặc là bị loét dạ dày rồi. Cho nên là các bạn lưu ý nhé, khi cơ thể của mình có dấu hiệu bị ợ hơi, trào ngược dạ dày, mệt mỏi hay là táo bón, thâm quầng mắt này, mắt chúng ta bị thâm quầng ấy các bạn. Đấy. Hoặc là bị dị ứng, trướng bụng đầy hơi thì các bạn hãy nghĩ ngay đến nha đam nhé. Bởi vì trong cái thành phần của nha đam nó có cái tác dụng đó là trị táo bón cũng như là trị viêm đại tràng rất là hiệu quả. Các bạn sẽ sử dụng một cái này là cái chia bột, hoặc là các bạn có thể sử dụng dao, cái phần sống dao ấy, không phải là cái phần lưỡi dao đâu các bạn nhé. Đấy, là các bạn có thể loại bỏ được cái phần vỏ rất là dễ dàng rồi. Sau đó thì các bạn sẽ lược cái phần dưới. Đấy. Những bệnh nhân mà người ta bị ung thư ấy thì người ta cũng sử dụng nha đam, bởi vì trong cái thành phần của nha đam nó có sở hữu được hơn 70 khoáng chất vi lượng các bạn ạ. Và các cái khoáng chất vi lượng này thì nó sẽ hoạt động cùng với cả iron giúp xoa dịu cái triệu chứng viêm đau rất là hiệu quả. Đấy, chính vì vậy mà nha đam được coi như là một cái dược liệu giúp cho cơ thể của chúng ta tự chữa lành rất hiệu quả. Không những vậy, nha đam còn cung cấp một lượng vitamin B12 rất dồi dào. Và trong thành phần của nha đam nó còn có cái tác dụng đó là kháng viêm, ngừa viêm hay là trị bỏng rát rất là hiệu quả. Với những ai mà bị bỏng nhẹ ở trong nhà bếp ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng nha đam. Các bạn cắt một cái miếng nha đam như thế này, sau đó đây, các bạn chỉ cần cắt một cái lát nha đam mỏng như thế này, sau đó thì các bạn sẽ ngâm, các bạn xoa vào cái vị trí mà mình bị bỏng ấy, thì nó sẽ làm dịu ngay cái triệu chứng mà bị rát và bỏng như vậy. Đó, sau khi mà các bạn sơ chế xong rồi, bỏ được hết cái phần vỏ ngoài rồi thì các bạn sẽ ngâm ngay vào cái nước muối loãng như thế này để cho nó hết đi cái vị đắng. Hai miếng này mình sẽ để trang trí nhé, cho nên mình cho vào đây để ngâm để cho nó ra hết cái phần nhựa đắng ở trong phần thịt nha đam. Nha đam có khả năng chữa lành, chống viêm rất hiệu quả. Các bạn sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 10 phút nhé. Chờ phần nha đam được thì các bạn sẽ đem cam đi để vắt nước nhé.
Phần nha đam sau khi các bạn đã ngâm được 10 phút như thế này, nó đã ra hết được cái phần nhựa vàng rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ rửa sạch và để ráo nước nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vị đầu tiên nhé. Đó chính là một cái vị chống trào ngược dạ dày rất là tốt và hiệu quả. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình 5g gừng cộng với 1/2 cái lá nha đam như thế này. Nếu như muốn uống ngọt thì các bạn hãy thêm vào 2 muỗng cà phê mật ong nhé, để tạo vị ngọt. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào 400ml nước lọc. Sau đó thì các bạn sẽ xay nhuyễn nó ra nhé. Đây là vị thứ nhất các bạn nhé. Vị thứ hai đó là vị cam nha đam, có tác dụng đó là trị táo bón rất hiệu quả. Bạn cho vào 1/2 chỗ nha đam đó nhé. Ở cả hai công thức này thì nó đều có cái tác dụng đó là trị táo bón và trị trào ngược dạ dày, cực kỳ hiệu quả. Và đây là ly thứ hai, rất là ngon. Khi mà các bạn đã làm xong được 2 ly nước như thế này thì tùy vào điều kiện của mỗi người cũng như là các cái nguyên liệu sẵn có thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái ly nước thật là ngon và lại tốt cho sức khỏe nữa. Nếu như những ai mà đang gặp cái tình trạng táo bón này hay là bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thì hãy áp dụng cái vị mà có gừng để giúp chữa lành được tốt hơn. Còn những ai bị táo bón thì hãy làm cái vị cà cam này nữa. Nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta tăng cường được sức đề kháng cũng như là có cái tác dụng đó là nhuận tràng rất là hiệu quả. Và một tuần thì các bạn với những ai bị trào ngược dạ dày ấy, thì các bạn nên uống liên tục trong khoảng 2 tuần để cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Còn với những ai bị táo bón, hãy sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là 1 tuần. Và lúc này các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi của cơ thể rất là nhiều. Khi mà cơ thể của chúng ta bị táo bón có nghĩa là trong cơ thể đã tích tụ quá là nhiều độc tố. Lúc này các bạn cần phải để cho cơ thể của chúng ta thanh lọc và đào thải các cái độc tố ra ngoài và giúp nó được chữa lành. Chính vì vậy mà mình chia sẻ đến các bạn và cô chú anh chị hai loại nước rất là ngon từ nha đam cũng như là tìm hiểu về công dụng của nha đam như thế nào. Và trong cái thành phần của nha đam nó có cái tác dụng đó là tiêu diệt các cái mầm bệnh, tạo ra các bệnh như là ung thư ruột kết này, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng và loại bỏ H. poly và hỗ trợ điều trị tuyến tụy. Chính vì vậy mà các bạn hãy tận dụng những cái nguồn nguyên liệu rất là rẻ ở Việt Nam thay vì việc sử dụng các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ cơ thể mình được khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Và đến đây thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mình hy vọng video này đem lại được thật nhiều giá trị đến các bạn. Và nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp của mình các bạn nhé.